Ok, hello, chào các bạn nhá. Nay là đưa lên đồ đi xem hổ nhá. Dạ dạ. Ở trong này có hổ không nhỉ? Ở trong này có hổ không nhỉ? Vườn bách thú, vườn bách thú. Vườn bách thú. Bách thú. Nhưng mà bây giờ là Linh hôm nay là sẽ đưa lên đồ đi vào nhà ma đúng không? Nhà ma? Vào nhà ma. Ma. Ê. Biển không? Biển không? Biển ma không? Luôn. Không, ma mà. Ma là buổi đêm mà ngủ là vào. Có. Làm sao có ra được? Có ma luôn hả? Có ma luôn. Đâu? Ai đi đâu đây? Từ để hỏi các bạn. Đi xem bao nhiêu vị trí là Casa de Fantasma. Casa không có Angola xem đâu. Toàn này Việt xem thôi, giỏi tiếng Việt đi. Bây giờ đi thăm nhà ma. Ui giời. Có thật luôn. Hôm nay chết. Em chưa xem cái mô cả. Chết. Sợ lắm, sợ lắm. Mà làm sao gặp được? Mà không mà nhìn thấy được, không cầm được. Nhưng mà nó người ta treo ấy. À. Ôi trừ từ à? Ôi chơi game gì đấy? Sau này mua mấy quả bóng về thả ao. Có cái bóng rồi, mọi người chui vào nước bóng rồi mình chạy ấy. Mệt lắm, để chiều chiều. Ai? Ở đâu? Đi đâu? Wow. Ui. Hồ. Ui, hồ kìa. Ui. Hồ dài đấy ạ. Người đấy, người mang hồ ấy. Ui trời, hồ ăn người thật. Wow. Con hồ đây. Ôi trời. Hồ đây. Hồ kìa. To thật. Kinh nghe. Ui trời. Nhìn này. Thật đấy. Thật đấy. Hồ thật. Ui trời. Không phải người đâu. Dạ vâng. Hồ. Xem. Un tigre, un puma. Ôi trời. Tigre. Ui hồ. Con hồ. Angola nói puma đây. Ui thật to ấy. Ui to thật. Bật một đây. Hả? À ôi. Bắt ở châu Phi đấy. Đi. Xem voi ở mô nhỉ. Hey. Nó hồ trắng. Cái này là hồ Tây Tạng đấy. Miền ôi cái gì. Nhưng mà gặp con này ở trong rừng chết. Hả? Gặp con này ở trong rung chết. Ừ, ngồi yên kìa. Nó yê. Ui, ngồi yê. Ui. Đi voi. Đi vào đây, vào đây. Hey. Ha. Ở đâu anh? Việt Nam. Làm sao Việt Nam giỏi thế nhỉ? Làm sao mà Việt Nam giỏi thế vậy? Cái gì không có Angola này. Nàng tiên cá còn có nè. Nàng tiên cá còn có. Con hồ kìa. À, ngựa. Đây, bên này. Wow. Đẹp xinh kìa. Voi. Voi đây, ui. Kìa. Vào chụp ảnh. Vào chụp ảnh, chạy đi. Lên chụp ảnh chưa? Chạy vô đi. Lên chụp ảnh chưa? Không. Nó có điện này. Hey, con voi đây. Đây, đi đâu để anh bây giờ đi đâu chụp ảnh với con voi đây. Ui. Con voi kìa. Đây. Nhìn thấy con voi không? Thì anh tên gửi cái ai này, gửi cái ai này có điện thoại của em nhá. Gửi vào điện thoại rồi, ok. Đã đâu rồi, được chưa? Ý. Có sư tử này. Có. Đâu? Đi đấy. Rồi. Vơi. Nó ăn cái gì? Ăn mía. Ăn cơm. Mía? Xích hết chân rồi kìa. Nó sổng ra là sợ nguy hiểm lắm. Hả? Voi. Có cả, có mấy cả ngứa hay là ngứa? Hả? Con voi kìa. Thế là... Kèm không? Kèm đi. Đây.
Nhìn đồ ơi, kem này. Nhìn đồ ơi. Dạ. Kem. Dạ, dạ, dạ. Ở đây thích lắm đấy. Ờ, tuyệt vời luôn đi. Dạ, dạ. Để ăn kem nữa đi. Nước, nước, nước không? Nước à? Dạ. Đâu, kem này à? Cái gì đấy? Nước, nước ngọt kìa. Nước ngọt à? Dạ, dạ. Đâu, nước đâu nhở đấy? Đây, cà phê này, nước cà phê này. Đấy. Đấy, chọn đi. Dạ. Đấy. Nước này. Nước này đấy. Thôi sao lại cái này bánh mì chứ? Mời các bạn ăn nha. Chưa? Dạ dạ, cảm ơn. Vôi, vôi, vôi. Ừ, uống ăn đi. Nhiều lắm. Dạ. Có xin gái. Này ăn cái gì bảo cô ấy. Cái này là mua cho khỉ này. À, có con khỉ à? Đây. Ừ. Đây. Đi ra đây. Đâm tí trả tiền nhá. Đâu? Một bóng, một kem. Một kem, một nước. Ui, con vơi thế. Ai. Ai. Dạ. Ui, trời ơi. Hello, you speak English? Nói đi, nói chuyện đi. Hello, hello, you speak English? What's your name? Hiểu. Ý, không ngực. Ê, không thích nè. Quay mặt nè. Không thích. À, không thích ăn. Thích chuối. À, chuối à? Nó thích chuối. Chuối, chuối. Hello. Con khi này con gái ngăn gái à ơ đưa đây nào đưa đây ơ à, bật ra không thích thích cái vòng ấy bật đây này thích cái vòng à, để thử lên đồ cho kéo để thử lên đồ cho ok không thích nhìn đồ cho ơ là tôm à cái khe bé bé kìa ê ê taki ngăn taki taki con lấy tay lên rồi phiền rồi ê ơ là Linh nhớ. Ừ, kem. Kem à? Đấy, 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 thấy chưa? Đấy. Ê, cun nhờ. Cun, cun lắm ấy. Hả? Ừ. Này, đi đâu này? Ừ. Cắn một miếng thôi đây. Lên lên một miếng thôi. Dạ, dạ. Nhanh lên kìa chờ. Nhanh lên. Hắn thích, hắn cun lắm. Đấy. Đấy. Đó. Nó bỏ, đưa vào trong, đưa vào trong. À, ông thích kem. Kem. Ôi làm sao? À, ngon không? Ê, ăn cơ ghê. Kìa, thích kem, nó thích kem. Ôi. Mời các bạn ăn nhá. Mời các bạn kia. Ô, ăn liền. Thôi chào đi con khác đi. Ừ, chào đi, nhiều lắm. Sao vậy? Ừ. Sao. Ui, con vơi kìa. Con vơi thật. Sao? Thỏ tay vô lửa đi. Không. Thỏ tay vô đi. Nó ăn. Nó cảm. Thấp quá nhỉ? Sao người này thấp quá nhỉ? Thấp quá. Thấp à? Về con ở trong kia. Ờ. Nó thấp, có ngựa cao như này, cao băng như này này. Không, ngựa này là ngựa vắn mà. À. Ơ, sao là ngựa vắn mà sao trắng như vậy à? Thấp. Có phải ngựa vắn đâu? Đấy, đi. Dạ. Nhiều lắm. Đi xem sư tử đi. Sư tử. Sư tử, dạ dạ. Ở đây à con ngựa trong kia rồi. Có gì? Con hoang. Hoang. Hoang à? Hoang. Sao lại hoang? Sao con này bên Angola đây. À đây. Đây. Nhưng mà không bắt được. Nó, nếu mà bắt là ăn măn thịt luôn. Đây là người ta ăn nuôi. Cái gì không có hề. Ờ.
đi rồi. Mà Việt Nam rồi thật. Việt Nam rồi lắm thật. Này kìa. Ờ, vây kín như là nguy hiểm đấy. Ui. Ui. Gì đó phà. Hả? À, con này cao quá. Vậy đấy, kêu đấy. Con này cao quá, Angola kiểu giraffe, giraffe. Ô, đừng đi đâu kìa. Giraffe. Ơ, ê. Hả? Ê. Đâu? À, chàng ơi. Phải không? Anh em cho chú đi cho cháu chụp cho anh. Đây, đây. Đây, này. Em đi xuống nha, con đường xuống, con đường xuống. Ra hey, hey. Rồi. Chàng ơi, không đi cho đi mà. Chắc là hôm kia. Ôi. Ở phía dưới kia. Ở phía dưới kia cậu mày kia cái con kia. Anh cầm điện thoại chụp cho mẹ kêu đúng. Ôi ok. Ôi ôi ôi. Có nó cắt cả xương rồi. Đây nhớ nhớ tấm ảnh chụp chụp trước cái này. Có. Chú có thể bé thằng này được. Con nó là con ghê lên ghê. Ghê lên ghê là con nó. Là con đỏ. Con này. Con này là con ghê lên ghê. Dạ con ghê lên ghê. YouTube Việt là gì? Không biết. Lý Dương. Lý Dương đây con này. Đây con này con hiêu. À. Vâng. Lên đồ đâu kìa. Đấy, vừa con đi mất rồi. Ôi, cái nhà của nó to không? Đây, cái cửa nhà mà nó cao không kìa. Vâng, sư tử nhỉ? Phải làm cao. Ôi, nhà kìa. Ờ, làm cao. Đi đồ. Lên đây. Ăn ngay kìa, ăn đi cấm đi. Rồi rớt máy xuống dưới này đi. Rớt máy này chết dở luôn nhỉ. Đi. À. Nhiều con lắm. Ui, kêu đi. Nhiều con lắm. Đi thôi rồi. Giao nhà. Ê. À, cái tên muôn tuổi á. Kéo đi kiểm sửa từ ấy. Nhiều lắm thật, nhiều quá. Không có con rắn, có cái con rắn bay. Đăng. No, thả à, rống thả mồm là... À, rống, là, rống. Ra lửa. Rống. Thả ra lửa. Dạ. Cái con rắn. Đâu? Có. Đâu? Thì đây, nhưng mà đứng xa. Đứng xa đấy à. Cái là con nó hiểm, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm. Nguy hiểm luôn. Nguy hiểm. Ô, Nhật Lệ kìa. Nhật Lệ biết biết đi. Mình cái này mình đi con này bắt để nuôi trang tay cô chủ lên tuyệt vời hề. Linh Dương à, Linh Dương bên kia có ấy. Ba bè. Ui con này là con gì nhỉ? Bè đây tên đây Linh Dương này. Linh Dương đây này. Linh Dương bên kia màu đen nhỉ. Linh Dương xuống xuồng. Hai chà ơi. Ôi. Mẹ. Đấy. Mẹ. Mẹ. Sườn chó dày. Không có điện để có điện này. Không có điện mà bỏ đi, bỏ tay đi. Mẹ. Tôi nè. Đấy, yeah. Cho ăn đi. Dạ. Lại cho gần ăn đi chứ gần chứ. Đâu? Đấy. Thấy chưa? Đấy. À. Đây, đi rồi, cho ăn. Cam mình. Ui nóng chưa? Mời các bạn ăn nhá, mời các bạn kia. Ăn đi. Ăn mấy? Có ngon không? À. Đây là tên Lindo nhá. Lindo đấy. Đấy, có cả rau muống nhỉ. Rau muống. Rau muống. Có thịt rau muống không? Cười lên, cười lên. Đấy, đẹp nhỉ. Xương quá.
À, chơi tàu lớn đấy. Mời tất cả các bạn để ăn vôi. Em lên ngậm tay. Hai nhau, hai nhau. Con này tuyệt vời nha. Ok. Muốn nhé. Vâng. Dạ vâng. Về Việt Nam thế nào? Tốt, đẹp, đẹp. Dạ vui, dạ vui, vui, thích. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi rồi. 30 tuổi rồi, lấy vợ chưa? Không, có vợ rồi, có hai con rồi. Dạ. Ok, cảm ơn cả nhà mình nhé. Thôi, đi đây. Dạ, dạ, dạ. Con nhí, con nhí, con nhí. Đây, 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 đây. Con nhí rồi. Em ơi. Ủa? Em cầm để cho... Dạ. Mua. À, đông rồi, đông rồi. Thôi. Con này nguy hiểm lắm. Cái này giết người mà. Ai bảo thế? Biết liền, liên tục biết. Con này nó có gai mày cái gai này. Giết người à? Giết người mà. Không bắt được. Không bắt được á? À? Dạ. Yeah. Sao không bắt được thì nó sao nó ở đây được? Nhưng mà chỉ có bay thôi. Bay á? Dạ. Nhiều. Ê. Đi, rồi. Dạ. Hôm nay là cho xem hết Việt Nam có. Ôi dạ, mùi tao coi giả kì. Có sợ không? Có. 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 Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Đâu, hết à? Đâu, đi sang bên kia còn. Còn đây. Nghe ở dưới này có dạ. Trăn đúng không? Rắn to. Rắn khổng lồ. À. Sao lại không vây lại như này đây? Như thằng nhỏ nhỏ đấy mà đứng đấy thì... Có người lớn trông ấy. Nhưng mà con rắn là nó thả lửa. Không. Vài to ấy. Đấy chị em. Bây giờ cưa lại không? Đi. Đi đây. Dạ dạ. Đấy, đứng kia, đứng kia, đứng kia. Đi đi. Dạ. Cho cả đoàn đi chơi nhá. Dạ. Dạ buổi trước nhá. Buổi trước cùng. Rồi, rồi, ok, lên đi. Ơ, dừng lại. Đúng rồi. Từ từ, taxi, taxi. Đó. Dạ vâng. Đâu chị ơi? Vâng. Ở đây hả? Đó, chị chỗ có chỗ. Đi đầu chị ơi. Đi đầu thích ra là ai? Dạ. Dạ. Màu hồng. Đi đầu đấy có màu hồng. Ok, taxi, taxi. Em giờ đi rồi chị ạ. Có gì tí. Ây da, chết vô, em ngồi ra. Ngồi xe, 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 gì đấy, xe gì đấy? Xe, xe gì đấy? Xe... Combo yếu nè. Cái này hai người ngồi bên ghế không? Đấy, đi lên. À, hai hay một đấy. Hai người ngồi được. Ê, vô ngồi đâu? Ai vậy? Ui dạ. Lên đây. Được ngã lắm. Được ngã lắm. Điệp lại xe đi. Đây con voi này. Uầy. Hey. Bắt đầu. Rồi rửa đá đây, coi rửa đá đây. Ôi ôi ôi. 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 Thank you.
Ây da. Ẩn mặt cho lên cao thì đẹp nè. Cao lên thì tầm tầm cao thì chạy chạy được. Đi một mình ơi. Chạy. À không 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 không. Không. Ôi điện thoại rồi đây. Ây. Vâng ạ. Ừ, nước nước rớt hết rồi. Đen được á? Ừ. Rớt à? Mặt rồi. Thế nước, nước. Nước chảy nước à? Dạ. Yeah. À, dạ vâng. Xin. Vâng. Không, hẳn mày, hẳn mày chơi cái cao đi. Dạ. Yeah. Cao hơn tí nữa đi. Dạ. Anh sợ không? Ôi, nói đâu ấy. Sợ. Sợ không? Vư. Đoạn đâu ấy? Này đó là hết rồi nhưng mà em sẽ lên một vòng nữa. Dạ. Gì? Đâu đúng không? Sương lắm. À, bây giờ là hết rồi à? Hết thú rồi anh. Đâu đến bây giờ đi vòng phát ra gần ngoài cửa. À. Muốn gặp con sư tử ấy. À ma chết thầm nha, ma. Coi khu vực cá sấu nha. Coi cá sấu nha. Vực phù cá sấu nguy hiểm ấy. Khu vực rồng đây này. Ê. Rồng phun lửa ấy. Rồng phun lửa đây. Ui, con cá nhiều đấy. Cá đây, 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 cho lên đầu chuồng lấy cái thuyền. Lên đầu không biết bơi. Không, có ai, có mày con cá đây. Có con gì phun lửa đấy. Ui trời, có cá ở đây nhiều hề. Có con gì phun lửa ấy. À. Rồng phun lửa đấy. À. Dịch vụ xe điện. Ui. À, có xe điện này. Mà. À, ở đấy đấy đang nói chuyện đấy, lóng tiền đấy. À, bắt này nha, bắt chít nha, dạo này nhiều lắm đấy. Chả rất thơm đấy, chả rất thơm cái nào ấy, đấy bẩn ở bẩn đấy, đây, cái, bẩn cái, lắm đấy, đây này. Đấy coi nào, đứng ngồi vững nhá, ngồi đây vững, này. Ông ngồi vững đi, ngồi vững đây, ông ngồi ăn cái gì đấy? Nhìn mặt ông này, ông ơi, đây ông kia, ông bắt chít đấy, ông ngồi là ăn cái gì đấy? Đấy. Ông ơi, ông thiếu thuốc rồi, thiếu gì? Thiếu thuốc. Dạo này đi đâu mà bẩn thế? Đấy. Nhìn này, cha trời. Ông nhai không? Lắm. Ông muốn bò. Nhiều. Yeah. Con bò chết này, nhìn bắt này, bắt cho mà xem. Đấy, chờ chăm nhờ. Đấy, ngồi vững đấy. Ngồi vững đấy. Ờ. Ăn ở bẩn lắm. Đi đâu về mà. Như người. Dính đấy, thử nếm mà ngon. Ngon đấy. Đây, ngồi vững nào, ngồi vững. Mày anh nhìn cái gì? Những cái gì mà nhìn? Thằng đi đen đây nhìn cái gì đâu ấy? Những cái gì? Cảm nhận đâu? Ô, ai nhìn được? Ai? Ôi, những cái gì? Người ta là bắt ơi. Khía. Nhìn đồ giật mình. Chắc cái nhìn đồ thôi, nó không à? Chắc cái nhìn đồ. Nghe chữ kìa. Ok. Này, nhìn chắc cái nhìn đồ thôi. Nhìn chắc cái nhìn đồ này. Rồi, sao rồi? Là sao nhỉ? Ê, kìa. Ôi, kìa. Bình tĩnh nhá. Ấy. Nắm bắt chế nhìn thấy nín đồ cái này. Làm sao nhỉ? Bắt tay thì được, giữ tay ra. Bắt tay nhá. Bắt đấy. Bắt tay thôi, bắn ơi. Bắn ơi, bắt tay. À, cười cơ kìa. biết không biết gì à? Thả tim. Nhưng mà chắc lên đồ thôi. Rồi chắc lên đồ thôi. Ông mệt rồi này. Ông mệt rồi. Già rồi. Ông mệt. Già rồi. Ông già rồi. Già rồi. Ông ơi. Ông. Này. Để. Đi. Không để ý. Ông già thật. Ôi ơi. Ôi. Khi. Chạy vào đó đi. Hả? Con chờ đây. Ông mệt rồi. Anh, ông kia.
kêu cái. Bây giờ là thú xong xuôi rồi, bây giờ đi đến nhà ma. Ok, nhớ xem mọi người xem tập 2 nha. Con nào? Cá sấu ấy. Đâu? Đấy, cá sấu đây. Ê ê ê, không nhìn thấy luôn này. Ai, cá sấu thật. Nhưng mà nhìn kìa, nhưng mà không chưa thấy con này. Cá sấu. Đây là đây, là gần đây. Này gần đây mà xem. Này gần đây mà xem. À. Thịt ngon này. Chết rồi. Ôi giời ơi, này không lờ, sợ to không lờ. Tôi. Ôi chà ơi, cá sấu nhiều lên để làm gì? Ui, quá nhiều luôn. Lên đồ chèo vô đi. Nhưng mà cá sấu này là chèo vô cho ăn đi. Cá sấu này đi mua mấy cân thịt. Cá sấu này là nhờ đi đi mua mấy cân thịt cho lên đồ chèo ăn. Nhờ hơn người mà được bật người thật. Nhỏ hơn người bật người. Bật người được. Bật người. Ok, bây giờ đi xem nhà ma đi. Này, phải ăn xin một kiểu ảnh nữa. Ờ.